Xin kính chào quý vị và các bạn. Nay kênh Nhân Trạch 21 giờ sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai lô đất liền nhau tại dự án xây dựng Hà Nội, khu đô thị Phước An Long Thọ, thành phố mới Nhân Trạch. Thì đây, tôi đang ở trên cái trục đường này, là có trục đường có lộ giới 30 mét này. Thì tôi sẽ đi vào cái lô đất này. Thì cái trục đường này thì trục đường có lộ giới là 12 mét đây. Có nghĩa là này, cái lô đất này nó nằm ở hai sẹt của cái đường 30 mét. Đây, thì bây giờ tôi lại rẽ vào đây là đến cái khu vực chỗ lô đất. Đây có hai lô liền nhau. Mỗi lô là có diện tích là 119 m². Mặt tiền của mỗi lô là rộng 5 m. Chiều sâu gần 24 m. Vị trí lô đất này cách cái trục đường chính của cái đường gọi là đường 319 hay là đường Nguyễn Văn Cừ cũng là nó cách khoảng 400 m. Thì hai lô đất này nằm trên cái mặt tiền đường này, là cái đường này có lộ giới là rộng 12 mét đây. Thì quý vị mà có quan tâm đến hai cái thửa đất này thì hãy liên hệ với tôi theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ấy, để biết thông tin về giá cả của thửa đất. Vì đất Nhân Trạch thì cái tỷ lệ của những người đầu tư bây giờ đang rất là nhiều, nên là nhiều khi họ mua xong họ lại muốn bán lại, nên là tôi không đưa giá đây, mà tôi chỉ đưa cái hình ảnh thôi. Còn giá ai quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp. Đó. Thì sau đây tôi sẽ quay thêm một cái đoạn video bằng Playcam đưa lên trên cao để cho quý vị nhìn xem tổng thể cái khu vực này để quý vị nghiên cứu này. Các bạn đã xem kênh thông YouTube của chúng tôi. Quý vị quan tâm đến thị trường bất động sản tại Nhân Trạch, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới từ chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Xin cảm ơn.